Rồi, giới thiệu em liên hợp nha, thẩm 200 cuốn 40. Một motor chục rời nha. Rồi, ok. Ok. Ok, không ơi, trở lại đầu nữa đuôi. Tắt đây, tắt con ta dưới đây. Thôi, hiện giờ đang chạy chung nha. Nhưng mà cốt gờ bây giờ tách cốt ra nè, chạy. Chạy cưa, chạy cuốn không nè. Rồi, tháo này ra đây. Cuốn sâu được 21 nha. Rồi, cuốn ra. Rồi, đây nó có hướng là cuốn này ra. Rồi, bỏ lại đi. Để lại đất đi. Thôi, hiện giờ chạy cuốn không, cưa không chạy nha. Đó, bây giờ là chạy cuốn cưa không có chạy nha. Rồi tắt đi. Rồi rút cái đó ra. Đây có cái gờ đây. Rồi kéo gang cái. Đây gắn vô lại. Bây giờ là cưa chạy không à. Đó, cưa chạy. Bật nha. Đó, là cuốn không chạy nha. Thẩm 200. Ra 40. Thẩm 200 cuốn 40 nha. Bàn thẩm dài 1m36. Cưa có nghiêng luôn nha. Cưa có nghiêng 45.